Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của MiG Money. Hôm nay hai mẹ con mình đi chợ. Hôm nay thì mình sẽ quay giá thật nhiều đồ ở bên trong siêu thị này để cho mọi người xem rõ giá ha. Ở đây là giá euro, thì tỷ giá euro là 1 euro là khoảng 28.000 đồng Việt Nam. Thì cái giá có để ở trên đó cả nhà. Cái bảng giá nào mà có màu đỏ là khuyến mãi, còn cái nào mà màu trắng là không có khuyến mãi. Thì giá ở đây có sản phẩm thì người ta bán ký đó, như cái chỗ ớt này là 2,50 euro 1 kg, còn cái chỗ này đóng bịch thì là 2,29 euro 1 bịch 3 trái, còn bên đây là bơ 1,79 euro 1 trái, tức là khoảng 50.000 đồng 1 trái đó. Xoài thì người ta cũng bán trái, chuối thì người ta cân ký đó, 1,99 euro là 1 kg. Còn đây là chanh của Việt Nam mình đó, thì người ta bán khuyến mãi 99 cent cho 4 trái, tức là khoảng 28.000 đồng được 4 trái. Còn chỗ này là dưa hấu thì có hai loại, một loại là 6,99 euro 1 trái, còn một loại là 99 cent 1 kg, tức là 28.000 đồng 1 kg. Bên đây thì là dưa lưới và dưa đường. Còn ở đây là táo thì 2,99 euro 1 kg, tức là khoảng 80.000 đồng cả nhà ha. Đây là cái bột trộn salad mà mình hay sử dụng nè, thì cái này 99 cent là được 5 gói. Trong siêu thị này thì khi mà mình mua trái cây rau củ loại mà bán kilo đó thì là mình phải tự đem ra mình cân. Thì cái chỗ bảng cân tự động này cũng khá là dễ, bởi vì mình chỉ cần đặt lên và trên cái màn hình thì có hình ảnh đó, rồi mình sẽ chọn. Chẳng hạn như là chọn bên trái cây thì nó sẽ hiện ra tất cả các loại trái cây, rồi mình chỉ cần bấm vào cái hình đó thôi, rồi nó sẽ tự cân và nó chạy ra cái miếng giấy mình dán vào rồi đem ra quầy tính tiền thôi. Bên đây là củ cải trắng thì người ta bán theo củ, mình có thể lựa bất cứ củ nào cũng được. Có giá là 99 cent, tức là 28.000 đồng một củ. Còn bên đây là củ cải đỏ thì người ta cột lại theo từng bó đó, thì người ta bán cứ một bó là 49 cent, tức là khoảng 14.000 đồng một bó cả nhà. Ở đây thì có gừng, có cả nghệ nữa nha cả nhà. Và chỗ này thì là các loại rau thơm, cà rốt. Trong siêu thị này có bán cả bánh tráng và bún khô, cho nên là mình sẽ mua, nhưng mà mình không có mua nhiều, bởi vì trong siêu thị này bán khá là mắc. Bún khô ở đây thì một cái bịch nhỏ xíu 250g là 3 euro, tức là khoảng 80 mấy ngàn đồng, giá khá là cao. Rau củ thì rất là tươi luôn cả nhà. Còn đây là bí trái màu cam thì là 28.000 đồng một trái, còn cái trái nâu là 80.000 đồng một trái. Bên đây là bắp cải trắng thì có giá 22.000 đồng một ký, còn bắp cải tím thì mắc hơn. Ở đây là hành tây thì có hai loại, hành tây trắng và hành tây đỏ. Hành tây trắng thì có giá là 1,49 euro 1 bịch 2 kg, tức là 41.000 cho một bịch 2 kg. Ở đây là đường cát thì có giá là 22.000 đồng 1 kg. Đây là mì spaghetti. Mì này thì mình thấy là có sẵn cái nước sốt bên trong á. Ăn rất là ngon. Khi mà về thì mình chỉ cần mua thêm thịt bằm thôi. Thì nếu như ai mà đi du lịch á, đem theo cái hộp này rất là tiện lợi luôn, bởi vì mình không có cần phải mua thêm sốt cà chua đó. Khu này thì rất là nhiều cá đóng hộp, rất là nhiều loại cá, và giá thì cũng khá là rẻ. Thường là từ 1,50 euro cho đến 3 euro một hộp. Đây là cá thu này thì người ta bán một set 3 hộp. Bên đây là cà phê thì có rất là nhiều loại cà phê bột, rồi cà phê nguyên hạt. Thì cái cà phê bột á, thường là người ta đóng cái hộp, đóng cái bịch á, 500g thì có giá là từ 3,50 euro cho đến 6 euro, tức là khoảng 80 mấy ngàn đồng cho đến trăm mấy chục ngàn đồng 1 kg. Rồi cà phê nguyên hạt thì cũng có giá từ 8 euro cho đến 15 euro 1 kg. Còn đây là cà phê hòa tan. Cà phê ở Đức thì giá khá là rẻ. Và cà phê ở Đức thì người ta nhập cái số lượng rất là lớn từ Việt Nam. Ở đây là thịt bò. Thịt bò thì có giá từ 200.000 đồng cho đến 600.000 đồng 1 kg, tùy từng loại thịt. Đây là thịt heo bằm, có giá là 180.000 đồng 1 kg. Còn bên đây là thịt bò bằm, có giá khuyến mãi thì là 2,59 euro cho hộp nửa ký. Đây là sườn heo, sườn Kaufland có giá là 182.000 đồng 1 kg. Còn bên đây là xương heo này có giá 50.000 đồng 1 kg. Đây là thịt ba chỉ có giá 180.000 đồng 1 kg và giò heo có giá 110.000 đồng 1 kg. Bên đây thì là thịt gà, ở chỗ giữa thì là thịt thỏ. Đó, thịt gà thì có ức gà, gà nguyên con thì một con này 1,3 kg là 162.000 đồng một con. Bên đây thì là đùi gà, cánh gà, tim gà. Tim gà thì một hộp hình như là 300g là có 40.000 đồng thôi cả nhà. Bên đây thì là các loại tôm, cá. Đây là đồ đông lạnh. Ở đây thì có cả cá mòi nè. Cá mòi thì mình thấy bán rất là rẻ luôn. Còn bên đây là các loại cá hồi. Đó, giá này cả nhà. Ở đây là tôm hùm. Tôm hùm đông đá thì có giá là 223 € một con. Thấy người ta để là khoảng 22 € một kg á, 7,99 € một con nè. Còn bên đây là cá. Đây là cá mòi. Cá mòi thì có giá là 156.000 đồng một kg. Người ta bán cứ bịch nửa ký là 2,79 €. Bên đây là cái loại cá này hồi trước mình hay mua nấu cháo đó. Mình không biết là tiếng Việt là cái gì. Mình thấy dịch ra thì để là cá rô phi, nhưng mà mình không biết phải không. Nhưng mà mình thấy nấu cháo rất là ngon. Cá này là người ta nhập từ Indo. Hồi trước thì mình thấy là nhập từ Việt Nam qua. Ở đây là nước bò cụng. Bò cụng thì mình thấy có giá khuyến mãi. Một cái set 4 lon á, một lốc 4 lon là có giá là 3,57 €, tức là gần 1 € một lon, thì khoảng 25.000 đồng một lon á. Đó, Kevin đang đi tìm nước mua. Kevin thì hay thích uống trà đào, cho nên là Kevin tìm trà đào. Hôm nay có Kevin đi cùng cho nên là mình rất là khỏe. Bởi vì Kevin đi cùng thì Kevin phụ rất là nhiều. Mỗi lần mà mình mua nhiều đồ đó, rồi để lên băng chuyền nè, để người ta tính tiền đó. Tại vì ở Đức thì khi mà mình mua đồ xong đó, mình phải tự chất lên cái băng mà phải chất rất là nhanh. Và khi mà người ta tính tiền đó, người ta quẹt qua cái máy thì cũng rất là nhanh, và mình phải sắp thiệt là nhanh vào trong xe. Nếu không thì là đồ ùn tắc ở đó là người ta sẽ cảm thấy rất là phiền. Chỗ này thì bán rất là nhiều nước, rồi bia. Ở Đức thì người ta uống nước có ga rất là nhiều luôn. Bia cũng rất là nhiều. Bây giờ thì hai mẹ con mình đã mua xong rồi đó. Mình sẽ đi ra tính tiền. Người ta làm cái vạch ở dưới nền đó để mình phải đứng, mình giữ khoảng cách 2 mét đó cả nhà. Hôm nay bên mình có chút nắng nhưng mà rất là gió luôn cả nhà, thấy không? Trời vẫn rất là lạnh. Mình vừa đi chợ về và đây là tất cả chỗ đồ đạc mà mình mua hôm nay. Thì mình mua rất là nhiều thịt, rồi tôm, rồi cá, nước uống, trái cây, rau củ. Thì tất cả chỗ đồ này có giá là 143,44 €, tức là khoảng 4 triệu đồng Việt Nam mình đó cả nhà. Thì đồ này chắc là mình ăn đủ một tuần á. Trái dưa hấu này mình mua không biết là nó có ngon hay không. Nhìn cái hình dáng của nó hơi lạ lạ. Trái này thì có giá là 3,89 €, tức là cũng khoảng 100.000 đồng á cả nhà. Thì trái này nặng 3,930 kg, gần 4 kg ha. Đó, còn cái bánh tráng mà hôm trước có bạn hỏi mình là mua bánh tráng hiệu gì và ở đâu ăn ngon đó. Thì cái bánh tráng này nè, mình mua ở trong Kaufland, cái bánh tráng loại nhỏ đó. Bánh tráng này cuốn chả giò thì rất là ngon luôn, rất là giòn. Nhưng mà mua trong Kaufland thì khá là mắc. Một cái bịch nhỏ như thế này ha, 250g có 45 đến 55 cái bánh tráng thì có giá là 3 €, tức là khoảng 80.000 đó cả nhà. đó, bánh tráng tròn nhỏ nhưng mà cuốn chả giò ăn rất là ngon luôn, chiên chả giò rất là giòn. Đó, hôm nay thì mình lại chia sẻ về giá cả đi chợ ở Đức ha. Bây giờ thì mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.